Hello, xin chào mọi người nha. Em xin giới thiệu, em là Thi. Bạn của em là Thi Mô Tô Thủ Đức, là trạm xe lướt chuyên mua bán trao đổi tất cả các loại xe hai bánh nha, xe mô tô nè, xe tay ga, xe số các loại nha. Địa chỉ của em là 1268 đường Thái Bình Canh, phường Liên Trung, quận Thủ Đức. Cái này là nhà của em luôn nha. Với lại là bên em có một website là thimotothuduc.vn, thì anh chị có thể vào trong đó để tham khảo những cái dòng xe hiện tại có ở cửa hàng. Thì xe nào bán á, thì em sẽ xóa đi, còn xe nào còn thì ở trong đó hết. Thì em giới thiệu sơ rồi nha, còn những phần hậu mãi thì anh em xem ở cuối clip. Thì bây giờ là vào phần chính, là nhân viên em sẽ quay chi tiết chiếc xe cho anh em xem. Rồi, hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại kênh YouTube của trạm xe lướt Thêm Mô Tô Thủ Đức nha. Bữa nay là em sẽ quay cho anh em ba mẫu xe. Đó, trong này thì sẽ có hai chiếc phân khúc tầm trung ha. Hai chiếc này thì chắc chắn là nhiều anh em phân vân lắm nè. Rồi cái con xe ở giữa là cái con MT03. Đó, hàng này thì lâu lâu em mới về cho mọi người. Hôm bữa là cái con màu xám cam là em đã nhận cọc rồi, còn đúng con màu đen này thôi. Anh em nào mua thì nhanh tay. Con màu đen này thì giá nó sẽ cao hơn con kia một chút xíu, nhưng mà xe cộp nha anh em. Đó, odo mới có 5.000 cây thôi ha. Ngoài ra là hiện tại bên em về cũng được rất là nhiều xe rồi. Mấy bữa nay là về xe 1000cc đồ rất là nhiều. Anh em nào mà đang kiếm xe 1000cc thì qua bên em lựa, đảm bảo là có mức giá tốt cho anh em ha. Đó, anh em nào nhanh gọn là chắc chắn sẽ có giá tốt cho mọi người luôn. Rồi, bây giờ vô khung hình chính ở đây thì trước mắt thì em sẽ quay cho mọi người chiếc R7 đi. Đó, thì một cái sự trùng hợp nữa là em mua hai chiếc xe này, không biết là hai chủ xe này có chơi chung với nhau không, mà hai cái odo nó y chang nhau, nó chỉ lệch chút xíu thôi anh em. Đó, con này odo cũng 5.000 nè, R7 odo 5.000, con MT3 này odo cũng 5.000 luôn. Hai con đều biển số Sài Gòn luôn nha anh em. Đó, một con tháng 6 2023, một con tháng 3 2023. Rồi, R7 này thì hàng này chắc em không cần giới thiệu nhiều ha. Con này thì anh em săn kiếm rất là nhiều ha, một con xe mà rất là thu hút những anh em phân khúc tầm trung mua, 190 mấy cũ thôi. Đó là anh em đã sở hữu được chiếc R7 odo 5.000 rồi. Xe này thì một chủ luôn nha anh em, một chủ đó. Nghe cái từ một chủ là anh em thấy khoái rồi, bây giờ không có cần biết xe gì, nhưng mà cứ một chủ là chắc chắn xe nó đẹp ha. Rồi, tay thắng tay côn vẫn còn xài tay zin nha anh em, zin của nó là xài tay thắng em bồ ha. Đây, tay côn nó thì xài côn dây. Xe này gần như là zin nguyên con, nó thích hợp cho những anh em nào mà đang kiếm những cái mẫu xe như thế này về mình tự build theo cái ý thích của mình ha. Tại nhiều khi là xe nó lên sẵn đồ rồi mà cái đồ nó không đúng ý của mình thì nó cũng khó chịu lắm mọi người. Nó đồ cơ bản thì lấy em sẽ quay chi tiết cho mọi người sau. Bây giờ thì mình sẽ coi vô cái dàn chân trước ha anh em ha. Rồi, dàn chân xe 5.000 cây đây thì mời anh em nhìn đó, phục là không có xì dầu chảy nhớt gì hết nha mọi người. Đó, heo nè anh em, nhìn những cái ốc tán sáng chân luôn nha anh em. Đó, những con tán dĩa nè, ốc dĩa là dòng ABS nè, mâm là không có cong dên ha. Vỏ thì con này hiện tại đang đi một cặp vỏ S22 đây, cái gai cái rãnh nó còn rất là dày đó, cái rãnh này rất là nhỏ ha. Anh em chịu khó nhìn chút xíu ha, cái giới hạn vỏ nằm tuốt ở trong lần đó. Chống đổ bánh trước là cũng có sẵn cho anh em rồi nè, loại Evotech nha, cái này là cũng 1,2 triệu nha anh em, nó không có rẻ đâu. Hình như là em nhớ là giá nó cao hơn mức giá em nói nữa đó, nhưng mà lâu quá không có mua đồ chơi mới nên là không có biết. Rồi, qua tới dàn chân phía bên này đó, nó cũng đối xứng giống như phía bên kia thôi, phục thì cũng như vậy à, không có xì dầu chảy nhớt gì hết nha anh em. Heo nè, mọi thứ đều hoàn chỉnh. Nó dàn áo là cứng cáp vô cùng ha, lên tem R, lên tem R GITG, tem này của R1 nè, nhưng mà lấy cái tem này in ra dán lên R7 để cho nó tăng thêm sức mạnh nha anh em ha. Đó, dàn áo là cứng cáp, không có bị rung lắc đó nha anh em. Đó, anh em thấy nè, chùm một cái lớp keo qua cái tem R7 luôn, anh em thấy cái hàng R7 không? Đó, tức là cái tem zin nó vẫn còn ở trong, nó chưa có bị bong chóc nha anh em ha. Đây, xe này là chùm keo nguyên con. Đó, logo zin nè, có dán chống trục bình xăng luôn, máy móc nguyên zin, không có xì nhớt gì hết nha mọi người. Đó, đặc biệt là không có phát ra tiếng động lạ ha, chỉ có phát ra tiếng động zin thôi. Rồi, chống đổ thân cũng là của Evotech luôn. Đó, kèm với đó là một cặp đèn trợ sáng bi cầu mini Kenzo. Rồi, chốt gác chân vẫn còn đây, bô zin nè. Đó, bô zin mới cóng keng luôn nè. Nó cái ốp bô anh em nhìn nè, gần như là không có bị chạy xước ha.
Rồi con ốc cốt cút gấp nè. Đó. Em zoom lại sát chút xíu cho anh em coi cho nó dễ nè. Đó anh em thấy không? Những cái răng này là chưa có dấu mở nha, ốc là chưa mở anh em ha. Phuộc đây. Đó, con này nó có một cái công năng đặc dị là nó gắn phuộc vô trong cái cục máy luôn. Lỡ mà phuộc này mà có gãy chắc cái cục máy này em nghĩ chắc nó nứt luôn quá anh em. Đó, nhưng mà không sao đâu, người ta thiết kế người ta tính toán xong hết rồi nên là anh em khỏi lo mấy cái vấn đề này. Ha. Rồi, cái chân sau đây. Yên nè, yên dài là yên zin nha anh em, chưa có xé ra bọc lại ha. Đó, anh em nào mà về mà mình không thích cái kiểu yên này muốn bọc lại cho em thì anh em cứ xé ra. Hồi nãy như em nói là xe này là zin nguyên con. Đó, bên đạp sau là bên đạp Brembo luôn nè. Cái con xe này là cái con xe mà em thấy là nhiều đồ Brembo đó anh em. Đó, phần khúc tầm trung mà chơi đồ Brembo là quá dữ rồi. Rồi, bánh sau nè, bánh sau bắt tăng sơn là chưa đụng nha anh em ha, ốc tăng sơn là chưa đụng ha, chỉ đồ nó là mượt nè. Rồi bố thắng vẫn còn luôn, mâm là cũng không có bị công dơn xiên dẹo như hết nha anh em. Nó có sẵn cho anh em một cái chống đổ bánh sau kim luôn là cái bên gù ha. Đó anh em có thể bên lên mình dưỡng sơn, mình rửa xe tại nhà ha. Đây vỏ sau S22, vỏ này của Backlash nha anh em. Đó. Rồi dàn áo sau nè, những cái vết chày mà anh em thấy xuất hiện ở trong clip này tức là nó bị chày cái lớp keo nha anh em ha, còn lại là không ảnh hưởng. Xe này em nói với mọi người rồi, xe này là còn keo nên là anh em cứ yên tâm. Về mà mình thấy nó xấu quá mình có thể tự tay mình bóc ra. Rồi bát biển số cũng đã trang bị sẵn cho anh em nè, xi nhan thì vẫn xài xi nhan zin ha, này là chủ yếu là cái bát thôi. Rồi gác chân phía bên đây đó, gấp nè, nhông sinh dĩa nè, nhông sinh dĩa thực tế cũng không cần coi đâu mọi người, 5.000 cây thì có gì đâu, có gì đâu coi nha, nó như xe mới thôi đó. Chốt gác chân nè, rồi đũa nè, cái đũa số nè, đó nó mới tinh luôn, chưa kịp oxy hóa nữa mà chủ xe nó bán xe rồi ha. Tem thông số trên gấp vẫn còn luôn. Ở đây là anh em sẽ nhìn được cái phần bát phuộc nè, đó nhìn được rất là rõ luôn ha anh em ha. Đó, máy móc phía bên đây nè, mọi thứ điều chỉnh chu hoàn hảo. Xe này là anh em chỉ cần alo cho em là anh em mua được đó, còn vấn đề tình trạng xe thì anh em khó cần lo. Đây ốc phuộc hai bên nè, phuộc này là anh em có thể tinh chỉnh cái độ nhúng và độ đàn hồi được luôn ha, rất là tiện. Đây cốt cổ chưa mở nha. Đó, rồi bây giờ em sẽ đề máy cho mọi người nghe nè. Đây ô đô đây 5.064 cây nha, chức năng ABS trước sau là hoạt động hoàn toàn bình thường nha anh em. Con này tiếng máy nghe rất là hấp dẫn nha. Sẵn đây thì em test hệ thống điện đèn còi cho mọi người luôn. Đâu rồi cái kèn đâu rồi, quá lớn. Máy móc im ru như chó thở luôn anh em, xe mà bu zin lên là anh em chỉ có nghe tiếng máy thôi, không bao giờ nghe tiếng bu được. Cái này là đúng với mấy con phân khối lớn này nha anh em, không có lệch thì đâu được hết. Đó, máy móc cực kỳ mượt ha, garanti cực kỳ ổn định luôn, không có lỗi lầm gì hết, máy là không có phát ra tiếng động lạ nha anh em, dàn áo cứng cáp vô cùng. Rồi nhắc lại con này luôn, mức giá con này em sẽ bán cho con mọi người là 190 mấy củ thôi mọi người. Đó, giá rất là phải chăng ha, anh em mua xe này thì anh em tiết kiệm được một số tiền. Đó, anh em lấy số tiền đó anh em qua mình chuyển qua mình build đồ chơi đồ đó. Đó, tại xe này cũng rất là mới, đăng ký tháng 3 2023, ô đồ năm mới 5.000 cây thôi. Anh em nào mà đang có nhu cầu muốn tìm R7 giá tốt thì anh em nhớ liên hệ lại với em ha. Rồi qua tới con xe ở giữa đây cũng có Yamaha, như nãy em nói đó, là hai con này không biết có chơi chung với nhau không, mà hai con này có chung ô đô. Con này là ô đô 5k đây, lệch nhẹ một chút xíu, 5.051 cây, anh em thấy trùng hợp không? Đây, bây giờ em mới nói cho mọi người là em không biết là cái chủ xe, hai cái chủ xe này không biết có chơi chung với nhau không mà sao phát sinh ra hai cái xe nó ô đô y chang nhau đó, trong khi cái xe này là ông chú chạy ha, còn cái xe này là ông anh ông chạy, nó chữ anh với chữ chú nó xa nhau lắm. Rồi con này cũng là phiên bản màu đen luôn mọi người đó, con này thì cũng như con này luôn. Đó, bởi vậy nó là không biết cái chơi chung không mà làm cái style nó như nhau. Xe này cũng là xe đồ zin, có lên đồ cơ bản nhẹ nhẹ thôi nha mọi người. Đây phần thân xe thì cũng trang bị sẵn cho anh em một cái bộ chống đổ thân nè, đó bảo vệ các nước ha. Đó, rồi dàn chân trước đây anh em nhìn nè, đen mương mướt luôn anh em. Đó, tuy phục là không có bị xì dầu chảy nhớt gì hết ha, dĩa 5.000 cây thì vuốt lúc nào nó cũng mượt hết, vỏ zin theo xe đó. Này vỏ là anh em nhìn nè, cái đầu em kiếm cái giới hạn vỏ cho anh em coi coi. Đây giới hạn vỏ nó nằm ở đây đó, anh em nhìn nè,
có thể là nó sẽ khó nhìn chút xíu, nó hơi tối ha, nhưng mà nó vẫn còn nhìn rõ lắm đó, nhìn cũng rất là rõ, chứ anh em chịu khó nhìn chút xíu ha. Giỏ này xài còn rất là lâu đó. Rồi mâm là mâm zin nha, không có xì dầu, không có công dân xiên dẹo gì hết nha mọi người. Chức năng ABS trước sau là hoạt động hoàn toàn bình thường, tay thắng tay côn vẫn còn xài tay zin luôn đó. Có sẵn cho anh em thêm một cái gù năng ghi đông Motorwork, anh để cho anh em cải thiện cái góc lái của mình, ngồi cho nó thoải mái ha mọi người ha. Rồi phần phụ phía bên đây, phía bên trái nè, cũng không xì dầu chảy nhớt gì hết nha. Hai bên đối xứng với nhau là tình trạng nó như nhau. Rồi máy móc là nguyên zin, không có qua sửa chữa độ chế đâm thọt móc này móc kia nha anh em. Đây máy móc đây, bao máy zin cho mọi người luôn, máy móc im ru không phát ra tiếng động lạ ha. Đây trong độ thăng đây đó, ốc tán ở đây là anh em nhìn sáng trưng đó, đèn nó rọi vô là nó lóe lực ánh sáng liền ha. Dàn áo vô cùng cứng cáp nha anh em ha, tem zin vẫn còn đây anh em thấy là MT03 đó. Rồi đây cái phần MT03 này thì cái dạng nhựa nó em thấy là nó nhiều hơn so với cái đời mới đó mọi người đó, nó làm cho cái xe mình nó phình ra đó. Nhưng mà nếu như mà anh em lỡ mà ngã thì em nghĩ là cái xe này cái dạng nhựa nó không có được chắc đâu mọi người đó. MT03 thì nó chỉ có một cái dàn giống như bình xăng thôi, còn con này nó phình ra hơi bự đó, nên là anh em chạy mấy con xe như thế này thì anh em nên cẩn thận chút xíu ha. Rồi logo zin của MT vẫn còn nằm trên bình xăng luôn, đây tem cảnh báo vẫn còn luôn ha. Rồi đuôi xe thì vẫn còn sử dụng đuôi biển số zin, chưa có lên biển số đúc gầm ha. Anh em nào mà muốn làm luôn cái biển số đúc gầm thì bên em cũng có hỗ trợ cho mọi người luôn. Thêm một cái nè, cái này là em phải nói cho mọi người ha. Cái chỗ này là cái chỗ khi mà leo lên xe bước lên bước xuống là nó bị quẹt cái gót giày cho nó chày nha mọi người, nó chứ không phải là xe mình bị vấn đề ngã đâm đụng gì ha. Đó cái này là anh em chạy một thời gian là anh em sẽ tự nghiên cứu ra cái vấn đề này đó. Cái tem chỗ này rất là hay chày đó, nên là anh em chịu khó về mình kỹ kỹ chỗ này chút xíu ha, đừng để cho nó chày thêm nha anh em. Rồi chốt gác chân bên đây vẫn còn đó, cái miếng bảo vệ ngay chỗ cái phần chân của chiếc xe này thì nó vẫn còn rất là mới nè, màu rất là sáng ha. Rồi gác chân sau nè, nhông xinh dĩa, xe 5.000 cây thì nó cũng như xe kia thôi, chẳng khác gì nó gì cui luôn. Xe này là anh em chỉ cần gọi cho em là em ship tới nhà cho anh em thôi, chứ anh em khỏi cần phải câu gì hết. Nó đây là em quay rất là kỹ rồi, chỗ nào có chày thì em nói có chày, chỗ nào không là nói không ha, rất là dễ đó. Anh em ở xa muốn mua xe của em thì anh em cứ tự tin đó. Để mà chắc chắn thì một cái nữa thì em sẽ quay clip chụp hình cho anh em một lần nữa khi mà anh em chốt xe ha, để cho anh em gửi ra nhận xe hay tình trạng nó cũng sẽ y chang giống như vậy. Rồi gì sau đây ha, rất là mướt, bố thắng trước sau cũng đã kiểm tra rồi mà xe này khó khăn kiểm tra luôn, 5.000 cây thì không cần kiểm tra bố thắng. Rồi ghét chân sau đây bô zin đó, bô zin là anh em thấy là gần như là không có một vết chày nha anh em ha, còn rất là mới luôn. Chốt ghét chân mình đây vẫn còn đây, tới cái bàn đạp thắng mà nó còn chưa kịp oxy hóa nữa mà chủ xe bán xe rồi. Anh em thấy cái màu mạ chrome rất sáng ha, ốc tán cũng rất là sáng luôn. Xe này chủ chăm rất là kỹ nha anh em. Ông chú này ổng U50 mấy rồi đó, đó nhưng mà rất là cưng xe ha. Đó. Chắc là hồi lúc trẻ vẫn chưa được sở hữu con phân khối lớn nào, nên là khi mà sau này mua là giữ xe rất là kỹ. Đó. Anh em thấy nè, ngay chỗ cái phần côn nè, phần nồi nè, ốc nồi nè, anh em thấy nè, sáng trưng luôn. Quá đẹp luôn, xe này thì đâu có so với xe nào được anh em, xe này thì giờ chỉ có so với xe thùng thôi. Này, đây, tán cổ nè, anh em nhìn rất là đồng đều với nhau ha, rất đẹp. Rồi bây giờ em sẽ nổ máy cho mọi người nghe tiếng máy nha, sẵn set test hệ thống điện đèn còi luôn. Đó. Đây thì có sẵn cho anh em một cái cổng USB để cho anh em có thể sạc điện thoại khi mà mình đi tour ha. MT03 là âm thanh nó phải như thế này nha anh em. Đó, máy móc âm thanh nổ ra cái phát ra cái tiếng là rất là liền lạc ha, không có bị đứt quãng nha anh em. Đó, đây là dấu hiệu của một chiếc xe mới nha mọi người. Rồi nhắc lại mức giá con này cho anh em luôn là em sẽ bán cho mọi người là 96 củ 800 ngàn.
đăng ký là tháng 6 2023 ha. Anh em mua chiếc xe này là anh em sẽ tiết kiệm được cũng khá khá tiền đó. À, cũng như em giới thiệu chiếc xe kia thì mọi người mua con này về thì mọi người tiết kiệm được một khoản tiền để mọi người lên đồ chơi ha. Rồi, qua tới con xe cuối cùng ở đây thì em sẽ quay cho mọi người chiếc Ninja 650. Đó, con form xe này có lẽ là nó hơi hơi lâu rồi ha, nhưng mà vẫn giữ được một cái vẻ ngoài đó là hầm hố. Đăng ký tháng 11 2018. Phiên bản màu xanh dương nha anh em. Đó, biển số Sài Gòn luôn. Con này thì em sẽ bán cho mọi người là 95 củ 800.000. Đó. Đăng ký tháng 11 2018 ha, biển số Sài Gòn. Thì nhiều anh em chắc là thắc mắc là tại sao mà con xe 650 mà nó lại giá nó lại thấp hơn con MT03. Đó, phân khối thì nó lớn hơn nhiều mà. Này là do thị trường thôi anh em, nó do nhu cầu của người sử dụng thôi. Cái mẫu Ninja 650 này thì có lẽ nó hơi ít người chuộng một chút xíu ha, với lại đời nó hơi sâu rồi. Còn con này nó lệch đời lên tới hơn 5 năm lận đó, thì mức giá thì theo thị trường thôi mọi người. Những cái con xe Ninja 650 tầm đăng ký 2018 thì nó tầm khoảng giá này thôi anh em, không có cao hơn được ha. Nếu như mà cao hơn thì anh em chắc chắn là sẽ có nhiều cái loại lựa chọn khác đó, hơn là có lựa chọn một cái mẫu xe hai máy này. Nhưng mà con này máy móc rất là mạnh nha anh em, máy rất mạnh. Bây giờ mình demo trước cho anh em cái cục máy ha, để cho anh em cảm nhận cái lực xe trước, để rồi mình sẽ vô quay chi tiết cho anh em. Rồi chìa khóa là còn đủ hai chìa nha anh em ha. Đây, đồng hồ vẫn là sử dụng đồng hồ một bên là đồng hồ cơ, một bên là hiển thị đồng hồ điện tử ha, có áp suất lốp sẵn cho anh em luôn, hệ thống chức năng ABS trước sau là hoạt động đầy đủ. Và thêm một cái nữa là con này phân khúc tầm trung nên là nó có sẵn cho anh em luôn cả báo số ha, báo xăng đồ đầy đủ, rất là thích hợp cho những anh em nào mà mới tập chơi ha, mình dễ theo dõi, mình dễ quan sát ha. Rất mạnh nha anh em. Nó phân khúc 650 lúc mà Yamaha chưa ra R7 là con này coi như là gần như là đứng thứ hai anh em, cứ đứng thứ hai, đứng vị trí thứ hai đó, tức là 1 2 3 thì con này đứng vị trí thứ hai nha, rất là mạnh đó. Này là mình nói phân khúc máy đứng thôi nha anh em, chứ mà mình nó không có nói máy đu nha, máy đu thì nó mạnh hơn con này nhiều lắm. Rồi, con này thì dàn áo vẫn còn là màu zin. Đó, dàn áo zin nha anh em. Đó, không có rung lắc, rung rơ gì hết nha. Đó là cứng cáp từ phần dàn đầu xe lên tới bình xăng, lên tới phần yếm xe. Đó, mọi thứ đều hoàn chỉnh, chỉnh chu. Ở đây là em bao gõ cho mọi người luôn. Ý cái thằng cha nó ngồi đây đây. Thằng cha này em chưa có lột nha mọi người. Này chắc chủ xe dán hồi xưa, dính mặt hơi bựa. Bình xăng con này là bình xăng bằng sắt nha anh em, bằng kim loại nha, nên là anh em chạy con xe này thì anh em cẩn thận, đừng có để ngã nha. Nếu mà ngã vô chúng nghe chỗ cục đá hay gì nó móp bình xăng thì rất là cực. Rồi, con này thì đồ chơi cơ bản cũng là được lên sẵn cho anh em rồi. Chống độ thân là lên sẵn luôn nè. Đó, thêm một cái cặp bảo vệ lốc máy nữa ha. Đó, con này đồ cơ bản thôi anh em. Rồi, phần gác chân đồ nè, mọi thứ cũng rất là đẹp ha. Màu sắc thì nó có sẽ phai màu theo năm tháng thôi, chứ không có nào mà mới hoài được mọi người. Đó, tem thông số ở trên gấp vẫn còn. Ở đằng phía sau thì có sẵn cho anh em một cái bên gù ha, với một cái chụp bảo vệ ốc, chụp con số bảo vệ ốc ha. Tem thông số vẫn còn đây. Nhôm sinh dĩ dày cui em đã kiểm tra rồi. Cái này mọi người về chỉ có chạy thôi, không cần phải làm gì nữa ha. Rồi bát biển số đúc gầm nè, vỏ trước vỏ sau cũng còn rất là dày. Đây anh em nhìn cái giới hạn vỏ nè, nó nằm sâu tí tới bên trong nè. Đó, cái vỏ này anh em chạy còn rất là lâu ha, mâm trước mâm sau là không có bị cong dên gì hết nha mọi người. Đó, tất cả tình trạng từng bộ phận của xe này đều hoàn hảo nghiêm chỉnh ha, dĩa đâu còn đó là mượt nè ha. Bố thắng trước sau cũng đã kiểm tra rồi, gấp là không có bị xiên dẹo gì hết nha mọi người, không có lắc qua lắc lại ha. Bô thì con này đang đi một cái bô M4 slip on. Rồi đây phần phục sau nè, ốc tán đồ sáng chân. Đó, này khỏi cần phải suy nghĩ hết nha mọi người. Đây chỗ gác chân đây. Rồi phần máy móc bên đây thì nó cũng giống như bên kia thôi. Ốc tán nhờ vẫn chưa có mở ra ha. Đây có sẵn cho anh em một cái bảo vệ lốc máy nè. Rồi một cái chống độ thân ha.
máy móc là không có xì dầu chảy nhớt gì hết nha mọi người. Con này dàn chân trước là có sẵn cho anh em hai dĩa luôn đó. Đó, nhìn xe là nó hầm hố liền ha. Có một cái là phuộc, con này thì vẫn xài cái phuộc của thằng phuộc ống lồng đó. Do là cái con phiên bản này nó là phiên bản Seaboard City nên là nó xài phuộc ống lồng, chứ nó không phải là dạng như là gần gần như là thuần Seaboard giống như là R7 ha anh em. Nhưng mà cái phuộc này nhúng cũng vẫn còn rất là ok, không có bị quá tưng đâu anh em. Nó phuộc này là rất là bền luôn á, nhúng êm. Nó con này tư thế lái của anh em sẽ rất là thoải mái ha, không có bị chồm quá nhiều. Đó, rất là đẹp. Rồi thì nhắc lại mức giá con này cho anh em luôn, là em sẽ bán cho mọi người là 95 cũ 800.000. Xe này đăng ký 2018 nha anh em ha, biển số Sài Gòn luôn đó. Rồi anh em nào mà đang có nhu cầu muốn tìm mua một trong ba mẫu xe này thì anh em nhanh tay bấm gọi một số hotline này của em ha mọi người, hoặc là anh em có thể truy cập vào website thimototodức.vn để có thể xem hình ảnh chi tiết của ba mẫu xe này ha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi clip review ba mẫu xe lần này của em. Hẹn gặp anh em vào những clip review xe lần sau. Bye bye anh em. Nhớ cho em xin một like, một share, một follow nha. Khi mà mua xe bên em thì anh em sẽ được những hậu mãi và khuyến mãi sau. Thứ nhất là tặng nhớt nè, thứ hai tặng nón bảo hiểm, thứ ba là bảo hành, thứ tư là tặng voucher khi anh em sử dụng dịch vụ vận chuyển và cứu hộ bên em, thứ năm là bao quay đầu. Ví dụ như anh em có những trường hợp cần tiền gấp hoặc là muốn đổi lên CC thì tụi em mình hỗ trợ thu lại. Mọi người xem clip review của nhân viên em đã biết tại sao em đặt tiệm của em là Chạm Xe Lướt rồi đúng không? Thì để một cái xe bán ra thì tụi em có nhiều khâu lắm. Một cái xe tụi em rửa dọn cực kỳ kỹ luôn. Có nhân viên gỡ dàn áo nè, một nhân viên rửa xe nè, một nhân viên kiểm tra và một nhân viên đăng bài. Nói chung là có rất nhiều công đoạn rửa dọn sạch sẽ từ từng con ốc, trà từng con ốc, từng cọng dây sên và gầm trong ngoài là sạch sẽ hết nha mọi người. Đó, những cái chuyện tụi em làm này thì ở ngoài cũng có luôn, thì có những dịch vụ detail, những cái dịch vụ chăm sóc xe người ta sẽ nhận làm, nhưng giá là tầm 1-2 triệu cho mọi người. Mọi người thấy mua xe bên em có lời cái đó không? Đó, mọi người cứ so sánh xe bên em với xe tất cả mọi chỗ nha. Làm những cái chuyện đó để mong muốn là có một chiếc xe đẹp đến cho khách hàng và một cái trải nghiệm tốt về xe cũ, xe lướt. Thì khi mà mọi người mua một con xe cũ về thì sẽ được người nhà nè, ví dụ đi, người nhà khen ở cái xe cũ mà sao lại đẹp, lại keng, lại bóng như vậy, thì vẫn thích hơn là mua một con xe mấy chục triệu, mấy trăm triệu về mà người nhà chê mày bỏ ra số tiền lớn như vậy mà lại mua con xe gọi là chầy xước, cũ dơ hay gì đó vân nha. Thì mọi người nghe cái này thấy chán đúng không, thấy nản, nó muốn nghỉ chơi mô tô luôn rồi đúng không? Đó, thì tất cả các xe ở đây thì tụi em sẽ quay clip đầy đủ cho khách hàng, cho mọi người xem. Mọi người ở gần thì có thể xem sơ rồi tới thương lượng một chút xíu về giá, còn mà khách hàng ở xa thì có thể chuyển khoản cọc. Thì tất cả hình ảnh nè và video clip thì tụi em là quay thật 100%, không có chỉnh sửa nha, không có qua chỉnh sửa một chút nào. Thì xe, hình ảnh, clip sao á thì ở ngoài thì hình y chang vậy, không có khác biệt gì hết. Các clip review thì tụi em sẽ quay rõ là ở trong ngoài, xung quanh toàn cảnh cái xe, chứ tụi em không có nói là cái xe này chiều cao in bao nhiêu, trọng lượng bao nhiêu hoặc là mức tiêu thụ bao nhiêu. Những cái chuyện đó thì anh chị mọi người có thể bấm Google sẽ tìm hiểu cho nó rõ hơn. Những cái chuyện đó là số chung mà, gọi là những cái chuyện chung mà, tụi em không có gọi là review nói những cái chuyện đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của em nha. Thì mọi người thấy hay thì cho em một like và một subscribe. Thì bấm cái logo bên nhỏ dưới nè, bấm đi đăng ký kênh của em. Thì mọi người theo dõi thì có thể chia sẻ với mọi người, chia sẻ với bạn bè. Thì ví dụ như mà được giới thiệu mà khách tới mua và bán xe thì tụi em sẽ trích một nhỏ phần trăm gọi là cà phê gửi tặng anh chị. Rồi, chào mừng mọi người đã biết đến Chạm Xe Lướt Thi Mô Tô Thủ Đức nha. Thì trong quá trình mà buôn bán hoặc là trong quá trình sử dụng thì có những không thể tránh được những sai sót nhỏ, thì mong mọi người góp ý hoặc là alo cho tụi em thì để tụi em gọi là sửa những cái sai phạm đó. Rồi, xin cảm ơn anh em nhiều.